hướng dẫn tự bốc lại bát hương thờ Phật cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ về tử vi, phong thủy hàng đầu tại Việt Nam, được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ hướng dẫn quý vị cách bốc lại ban thờ Phật cuối năm đúng và đầy đủ nhất. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, bản chất của thờ phụng chính là bày tỏ sự kính trọng, tôn kính, biết ơn với đối tượng mà mình muốn thờ. Trong tâm của hàng vạn, hàng triệu con người, Đức Phật là một bậc toàn giác, có đầy đủ đức hạnh cao quý, xứng đáng được tôn thờ. Ngài là đấng cha lành, là nơi nương tựa vững chắc của bốn loài chúng sinh, có trí tuệ thấu suốt thế gian và có đầy đủ đức hạnh cao quý, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển khổ của luân hồi, sinh tử. Chính vì vậy, bất kỳ ai thành tâm tôn kính Đức Phật đều có thể thờ phụng Ngài. Vậy thờ phụng Đức Phật ở tại gian tiên là như thế nào cho đúng và tích lũy được nhiều phước báo? Vậy nên cố gắng thiết lập ban thờ Phật ở nhà, vì tâm mình còn yếu, mình còn phải nương theo tướng để tu. Nên có ban thờ Phật thì mình được tỏ lòng cung kính đầy đủ hơn. Không có hình ảnh Phật, nhiều khi tâm cúng kính của mình không phát sinh ra được. Tâm cung kính được phát sinh thì thiện tâm, thiện căn mới được sinh ra. Lập bàn thờ Phật là nương theo tướng mà tu Phật, hành theo hạnh Phật và thường khởi sinh được lòng tôn kính đối với bậc toàn giác. Chúng ta thờ Phật, cung kính rồi lễ bái, tụng kinh, sám hối. Sau đó chúng ta tác phước, cúng dường như sẽ sinh ra phước báo. Có phước báo thì được may mắn, tốt đẹp. Như vậy, thờ phụng và cung kính Đức Phật, một trong ba ngôi báu của Tam Bảo, phước báu sẽ khởi sinh mà lại may mắn, hạnh phúc cho người thờ. Vậy nên trong phong thủy, việc thờ cúng Phật là hết sức quan trọng và cần phải làm để được ban phước lành. Vào mỗi dịp cuối năm, trên ban thờ thần Phật cũng cần bao sái, tẩy uế, lau dọn sạch sẽ, đặc biệt là việc tỉa chân nhang và bốc lại bát hương để ngài có nơi sạch sẽ về ăn Tết. Các cụ xưa có câu, tốt lễ thì dễ cầu. Vậy nên trong vấn đề tâm linh, việc sắm sửa đồ lễ là việc không thể thiếu. Đồ lễ để bốc lại bát hương thờ Phật cần có những lễ vật sau: một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh chay, hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu, hai cốc nến hoặc cây nến. Ngoài ra, quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, trường lệnh, trường hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ Phật. Để việc bốc bát hương được hanh thông, thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, chai nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là bảy bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thành tịnh. Đá ma não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên ma não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Ma não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh.
Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát còn có thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên, thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát đã cung cấp đã có kèm theo tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim màu vàng chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giữ cân bằng. Vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tùy theo bát hương thờ vị nào mà ta ghi tờ di hiệu cho phù hợp. Ví dụ, phụng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát chư vị chân linh. Khi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất. Toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai, như hướng dẫn của kênh phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu. Gấp tờ di hiệu làm 3 chiều theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương
khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyện bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xuống bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm song song không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm, tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nhũ trầm mà phong thủy gia cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí, tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nhũ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Sau khi xông bát hương xong, trầm cháy hết, ta tiến hành đưa bát hương lên bàn thờ Phật, cắm hương và đọc bài khấn. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã hướng dẫn quý vị bốc lại bát hương bàn thờ Phật. Mọi chi tiết thắc mắc, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với kênh Phong Thủy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!